Đâu. Ui, 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 ui
Rồi không đi chứ. Ừ. Trời, nó cuốn chặt lại. Ôi, nó cuốn đi, nó cuốn đi nhưng mình đỡ thế nào. Nâng cái mình lên xem nào. Con này nó giữ 50 cân à. Lắm. Kinh chưa. Quá to luôn. Ui, ôi, nặng lắm ông ơi. Đây ui, 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 ui. Nặng lắm. Ui. Từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Ông kia đỡ nào. Cẩn thận đấy, cẩn thận, nguy hiểm đấy. Này, ông này đỡ không? Cứu tôi cái, anh cầm vui. Ui, dù con rắn này khổng lồ đây. Kìa, kìa, cẩn thận đấy. Ông có nhảy ra mà ông chú. Hà này, công ơi. Ôi kìa. Ôi. Ui, dã man quá. Ui. Cái đầu đấy à? Đây này, cái đầu đây này. Ông kéo từ từ, ông kéo xuống đi. Cái đầu đây này. Cái đầu của nó cắn ấy. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đấy, đưa con đang xuống ấy, đang xuống ấy. Ui giời, ui giời, ui giời. Ui giời, ui giời. Ui giời, cả nặng, nặng, nặng. Con này mấy trăm cân. Ừ. 4-5 trăm bào. Ui giời, quá dài luôn em. May mà nó không ăn gì đâu kìa. Đó là người thì coi như nó cái chàng trai ấy, một con chăn nó quấn đưa hẳn trên cây. May mà những người nông dân thì đi làm lúc người ta gặp người ta phát hiện, người ta gọi anh em đến. Kinh nhá. Kinh nhờ, con này nó giúp nhờ, nó ăn, nó nôi được cả người lên. Ờ thế. Ừ, nhìn xem. Ui, nó thở mầm mầm nhỉ. Đuôi nó cứ ve vải. Kinh chưa? Nghe không? Vàng ươm luôn. Này nó mới sợ chứ. Bình chưa? Nghe. Rồi. Đấy,
làm sao đúng không? Vậy là nó ở sống ở trong cái hồ nước này không ạ? À? Đang cái hồ nước này. Đây này, hồ nước này nó ăn vịt ý. Hôm nay bắt đầu sao ông này mới cuốn được ông này. Đi bắt chuột à? Đấy, đi cho mầm mầm ý. Đi cho tinh nhỉ? Hải ca. Ôi kìa. Cái đuôi nó kìa. Dài chứ. Cái đuôi đang ngoe ngoẩy, ngoe ngoẩy kìa. Ua dạ. Dã màn nhỉ. Con này to thế. Con này bị dài 6-7 mét. Trong những lúc dài, ngán là dài. Dài lắm. 6-7 mét. Để hết xem. Quá dài luôn. Quá dài. Quá dài. Tít thì tít lên trên kia nha mọi người nhá. Sợ nhỉ. Dài như vậy. Kinh khủng khiếp luôn. Nó lại nằm chính cây này không ạ? Không ra xem còn con nào. Không ra xem còn con nào không. Nó lôi mà lôi gãy hết cả cây rồi. Hay là nó có tổ trên này không? Ừ. Có khi nó làm tổ. Ồ có cái tổ này không ơi. Nó ra trên này có cái tổ của nó này rác không đây này. Ừ nó thả răng đấy. Nó thả răng đây này. Thả rác này đúng rồi. Chắc trên này á, có cả là lông vịt ở trên này nữa này. Ừ. Kinh nhỉ. Vậy thì có khi là tỏ nó có khi ngoài bãi cỏ kia. Tha ông ơi, khênh rắn vào đây kia nào. Đấy, nó có ở chỗ bãi cỏ kia đấy. Đấy, ở giữa đi. Ủa nặng thế. Ba người khiêng một nặng. Cái giang ở chỗ này nó sạch. Đấy. Thế có kinh khủng khiếp không? Ui, quá tỏa cả. Người thế. Úi giời, ui kinh. Ui, cái đuôi nó kìa. Nào, mọi người xem. Đấy, mới thấy được nó vàng như mườm luôn. Sợ nhỉ. Con này giống cả con chăn nước ấy không ạ? Thả mầm nhảy. Ừ, thả. Có chăn ấy nhỉ. Ui, nó ngoại kinh nhỉ. Nhìn như Anaconda á. Bây giờ anh em như nào bây giờ với con rắn này bây giờ không? Không băng về đi. Ừ. Không kéo dài này cho nào. Con này em. Ấy, đấy, người đâu? Lùi các ạ. Lùi nó còn to nữa đấy. Ừ. Con này lùi còn to nữa đâu ạ. Lùi to nữa đấy, khênh vào đi. Tiếp mấy ông bà kia khiếp quá chạy hết bà hết. Ôi. Ôi con này. Ôi. Kinh nhỉ, kinh nhỉ. Kinh thế. Con này á bây giờ kiêng về nhà cũng nặng phết đấy các ạ. Nặng chứ, nặng lắm. Xe làm phéo nó vậy. Ôi ôi, các ông ơi, ở trong cỏ này thấy tôi vừa thấy là kìa, hình như có cái đuôi ở trong đây này. Đâu đây này. 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 Đây này